Những người yêu thích rượu whisky chắc hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng loại rượu whisky ngon nhất trên thế giới đến từ Nhật Bản. Đây là kết luận của nhà phê bình rượu nổi tiếng Jim Murray được đưa ra trong Whisky People năm 2015, cuốn sách nổi tiếng chuyên đánh giá về loại rượu này. Yamazaki Single Malt Sherry Cask 2013, nghĩa là rượu whisky mạch nha đơn cất trong thùng, là sản phẩm được nhà phê bình Jim Murray đánh giá là rượu whisky ngon nhất thế giới hiện nay, với đánh giá 97,5 trên thang điểm 100. Bình luận về whisky Yamazaki, Murray đánh giá loại rượu này là thần thánh lạ thường và có vị đậm nguyên chất. Hương vị rượu ban đầu được vị chuyên gia bình luận whisky hàng đầu thế giới cho là mạnh mẽ đầy tinh tế, trong khi dư vị của nó lại kết thúc nhẹ nhàng, có chút vấn vương. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn đối với chúng tôi, những người đang sản xuất rượu whisky. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Whisky Bible xuất bản năm 2003, rượu whisky của Nhật Bản vượt qua đặc sản của Scotland. Rượu Yamazaki 2013 hiện được bán với giá $160 cho một chai ở Mỹ. Được biết, đơn vị sản xuất loại rượu này hoạt động từ năm 1923 và là nhà máy chưng cất rượu lâu đời nhất Nhật Bản.